ai chưa hồng bác. Trời ơi, không nói thì chỉ trốn nhà, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đấu, chiều tan nát trại tim đi. Cảm ơn và cảm ơn tạm biệt. Dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. 10 tờ, nó chung 10 tờ nha. Cái tâm chị tốt quá à, cảm ơn chị. Em có thương anh không? Tôi đã coi cứu rồi. Đừng ngồi lúc nào chuyện ra ngoài. Vô. Vô. Trời ơi. Trời ơi, nó đã dễ sợ luôn á. Thì trong cái cơn say này là phải hát một bài nó vô luôn đây nè. Làm một bài liền. Ok. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi. Làm sao cho em vui, làm sao cho anh vui, còn ai trong đêm nay, ôi tuyệt vời. Hay quá, hay quá, công nhận nha. Anh thổi kèn saxophone cũng hay rồi, mà anh gõ nhịp như vậy cũng hay. Trời ơi, đa nghề mà. Cái gì chơi cũng được hết. Vô cái anh, vô anh saxophone. Ê, vô bà nội, bà chơi bà nhậu mà bà uống nước màu xanh lè. Thôi được rồi. Thay chị em chỉnh lên chứ. Em nó ngồi chơi với mình, chơi mượn chỗ nhậu là được rồi. À, sao? Trời ơi, nó đã. Uống rượu mà nó đã như vậy đó, hiểu không? Chị hát hay quá, sao chị cũng đi làm ca sĩ mà đi bán với số. Trời, con này nó lạc thời dễ sợ luôn. Ngày xưa cái cốt tao là hát lô tô. Đúng không? Hát lô tô hả? Ngày xưa bà đi hát mà. Bà đi hát á, cái mic micro của bà, ổng cầm micro mà. Bà chụp micro của ông nội kia, cái nhảy hát luôn đó giờ. Nhắc tới cái vụ đó mới nhớ đó. Trời, bữa ta hát á, ô ê ô. Ha ha, mà ta đưa xuống vậy đó. Cái ông nội đó ông kêu, ô ê ô. À ha, ông không chịu hát à ha. Mà ô ê ô. Răng hô. Cái ta bỏ nghề luôn đó. Ê mà thôi đừng nhắc tới cái chuyện mà hát hò nữa, đau lắm, đau trong lòng lắm. Quay trở lại cái vấn đề mà hải sản nè. Ngày hôm nay là tự nhiên có cái vấn đề gì, tiền ở đâu ra mà mua hải sản bữa vậy? Bữa nay vô mánh, nay là thổi năm đám. Năm đám luôn. Năm đám luôn. Ôi trời ơi. Năm đám là có tiền liền. Mà hải sản ngon bạn, đúng không? Ngon, ngon. Nhưng mà đó, trời ngon. Mà cái này chắc hết năm đám luôn á. Mua nhiêu đây chắc hết tiền, hơn tiền gấp sẽ hết năm đám luôn á. Không, nhiêu đây có một đám à. Cái một đám hả? Một đám này rẻ lắm. Chỗ này hải sản mới lưng qua tìm mò ra được một chỗ bán hải sản cực kỳ ngon mà giá rẻ bất ngờ. Vậy luôn á. Đúng rồi, nè, trên đây nè. Trời, vậy thì là mình phải ăn ở đó hoài hoài. Đúng rồi, cái đó là nãy là thường thường á, tôm hùm của người ta là 1 ký mấy triệu đúng không? Mà anh đây bán mình 1 ký mấy trăm mà. Trời ơi. Ông bu lót nè. Ông bu lót đúng không? Ông bu lót nè. Trời ơi. Bán rẻ cực kỳ, có 600 ngàn một ký hay gì à. Mua là hôm nay mua nhậu mới mốt à. Bà Diễm Trinh mà có muốn nhậu ăn cái gì cứ alo tôi. Ok, vô cái đi trời. Vô. Cái này là tôi chịu nha. Tự nhiên cái ngày hôm nay, nào giờ bình thường là tôi thấy ông saxophone chề, cái mặt ông xấu. Hôm nay sao mà ông đẹp dễ sợ luôn vậy đó. Vô cái đi. Vô. Nha. À. Anh saxophone chề. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay thì anh đãi mọi người ăn, em với con này ăn thì cũng đáp lại cái tấm chân tình của anh ha. Thì không mấy tối nay anh ăn em được không? Nè, xỉn xỉn rồi. Anh phone chè. Thôi. Mình đây là mình nhậu vui vẻ mà ăn qua ăn lại cái gì. Mình đừng có nói mà trong cơn say ta đến bên nhau rồi. Nó giỡn mà. Nó giỡn một tí xíu thôi mà anh phone chè. Trời ơi, anh Phong Trề ơi, đợi em, trời ơi, em xỉn rồi. Trời ơi, chị ơi, chị đang vui luôn á chị. Con này, cái cuộc đời của nó mỗi lần xỉn lên là mấy chai vậy, nó xỉn lên là mấy chai vậy, Phong ơi. Dạ, chị cũng đi không chị nghe gì Nam. Vậy hả, lấy gì Nam cho nó suối đi. Nước suối, hết nước suối rồi, mình uống khác nha. Có nước gì đây, cái nước đó, cái gì mà sao mà ngày hôm nay tụi bay nhậu với đại gia vậy. Trời ơi, bữa nay anh Phong, anh mua chai đó, tôm hùm nè, ốc bu lót rồi hả? Ghê hả? Dạ. Mấy cái đồ ghẻ là đồ thú rồi. Ừ nha.
Không, ngon ngon, thơm. Ngon lắm. Nãy giờ tươi đâu à? Không tươi mà, nãy giờ ăn tươi lắm. Ta nói cuộc đời này không có cái gì mà chỉ có người mua lầm chứ người bán không lầm nha con nha. Trời ơi, thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi, bỏ làm cái gì? Ngày này không ăn đâu. Không, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thì không ăn gì là không có ăn mấy cái đồ rẻ, đồ ôi này, tao sợ lắm. Nè, ơi, sao tự nhiên đau bụng trần? Sao đấy? Con đau bụng. Chết, đau đâu? Đây nè. Đau. Rồi nãy giờ có ăn không? Có, ăn quá trời luôn á. Chết rồi, ăn hết chị... nổi luôn á. Đau rồi, đây là bị trúng thực nè, đau rồi, chỗ này là bị trúng thực nha. Có cứu sao không? Con đi toilet nha, gì coi, con nha. Trời ơi. Thôi chị con về chữ luôn chứ. Đi nhanh. Ôi cha ơi, mấy cái đồ rẻ đồ ôi này mà sao mà mua về mà tham ăn nó muốn làm chi? Rồi trúng thực cũng trời. Bởi vậy chẳng ngà tôi bóng tôi coi cái ngày sản xuất coi. Trời ơi, ông có duyên ghê luôn á nha. Chú ơi, chú bớt lựa lại. Con bán tạp quá chứ không phải bán cá ngoài chợ mà vô lựa. Ủa, cái ngày sản xuất ta còn một năm mà cái gì vậy? 2024 chú kỹ chứ, biết đâu tao bán được tầm 7-8 sao. Nhưng mà chú nói vậy là xúc phạm tới con nha. Tại vì sao con bán buôn là đàng hoàng? Không có, nếu mà đàng hoàng không ai in ra mã vạch hết đó. Mã vạch để xác định người đàng hoàng. Chú ư. Chú ơi, bây giờ người ta làm hàng giả người ta vẫn làm mì mã vạch được luôn á, chết ra luôn á mà vẫn là giả nha. Mà chú làm như vậy để chi? Để con nhập hàng vô con phải coi cái ngày sản xuất, cái ngày hết hạn để làm chi? Con bán người ta cái ngày nó còn đát, hiểu không? Giờ con không hiểu sao chú làm hàng sớm con luôn á, tự nhiên giờ báo quá rồi, tự nhiên con thôi bớt đi, đừng lựa nữa. Thôi đừng lựa nữa. Thôi, không có mua đâu, đừng lựa nữa. Con ai nè, con. Thôi mà, đừng có lựa nữa. Mặt ghê luôn á, tiền nợ thì không trả mà lựa hoài. Ủa sao cái ngày này nó in kỳ vậy nè? Trời ơi ông ơi, cái đó là như cái ngày sản xuất, cái đó là số điện thoại quảng cáo ơi. Đang rối, tôi đang bị tức cái vụ đó. Ê, làm như ông ở không lâu quá rồi ông tâm thần phân liệt. Hả? Gì? Ông ở tập trung vào chuyên môn mới coi. Rồi mấy đứa nhỏ làm sao rồi con? Thôi đừng nhắc tới nữa, ám ảnh luôn á, mỗi lần xuất hiện là muốn xỉu luôn á. Trời đất ơi. Cái miệng mà cho cố vô, mà mày đau cái bụng. Nhắc tiền, nhắc bạc đó, biết mấy nhắc nó xuất hiện liền luôn á. Về nhà, bước về, đừng ra đây báo nữa, giùm cái. Đi. Em còn mệt sao mà ở nhà nghỉ đi, ra đây làm chi? Ra đây báo cho cô phụ nha, bớt nó phụ lại. Thôi, em đã bị như vậy rồi, em phải thông cảm chứ, la miếng. Nó là con nít mà, đi ra đây tìm hải sản nữa đúng không con? Để gì gọi cho alo, cho 10 con mua 1 tặng 1. Hôm qua nó ăn nhiều nhất á. Nó ăn như một cái máy, nó không uống nhưng mà nó ăn, trời ơi, nó ăn muốn ăn nguyên cái nồi. Cứ chấm dầu vô lửa nữa, bông tực lắm rồi, la nó cả đêm hôm qua rồi. Chỉ có chấm đâu nó nửa muỗng, thiệt là nó ăn như rửa mì. Đó, cuối cùng á, là bị nặng nhất trong 3 người đó. Ây da. Ngon cái gì? Mày, ta nói thiệt, mày ăn uống, mày ghét con gái, ta giống như thằng con trai vậy. Mày ngồi với mấy thằng nhậu, chụp lên chụp xuống ăn. Ăn tới, ta nói nha, bị nặng nhất cho mày á, ăn cho cố vô. 3 cái đồ hô hiu mà ăn cho cố vô chi, giờ bắt đầu bệnh. Ai lo cho mày? Đây nè, cái thân già này lo này chứ ai lo nữa. Thôi quên, không phải tao, mày không hỏi hàng gì tao. Thôi chú Hư, thôi, em về nhà nghỉ đi. Ê, chuyện gia đình tôi á, bớt xen vô đi ra đi. Nè, rồi xong tiêu cái iPhone. Tao nói báo, tao nói cuộc đời này nè. Ông nội này cũng báo nữa. Tập quá nè, tàn là báo thủ sống luôn mà. Nè Huệ, chắc ngày mai bắt xe về quê đi, ở đây bớt báo lại. Còn không á, chú làm ơn chú dẫn nó ra phường á, làm lại cái tên giùm con, nói là tên báo chứ không phải tên Huệ. Có báo à? Cái gì? Anh phone nó ngu. Có gì? Đâu? Nó cho ăn hả? Khổ cha, khổ mẹ, khổ tao. Tao phải lo cho mày, đúng không? Tao khổ quá mà. Chú ơi, chú con lo. Ê, lố. Tao quên, tao có trách nhiệm gì mày đâu. Tao đâu phải hoàng của mày. Bóng. Cái gì vậy? Ai vậy? Bán bịch cháo ăn liền. Sao vậy đây? Sao ăn cháo ăn liền nữa? Thôi, ở đây không có bán cháo, bán hải sản, mua 1 tặng 1 thôi. Chọc nó nữa. Rồi, anh nói rồi. Đã quá rồi cứ nhắc lại hoài. Vô kiếm bịch cháo đi, kìa còn đứng nó nữa, trời ơi. Ấy, nhỏ này. Khỏi kiếm nữa. Cái gì vậy? Anh Tào Tháo kiếm nữa. Có ai có dầu không? Cho nó chai dầu đi. Cháo không? Nó về rồi. Dầu đâu mà dầu nữa. Bây giờ càng ăn thì càng đi thôi. Cái này mà đi từ nhà ra đây mua bịch cháo mà về không kịp, coi chừng là trời ơi mệt. Thì nó thì nó gài cháo đầy đường chứ sao. Nói chung đây là một bài học đáng đời. Đó, tao nói rồi. Cái gì mà ham? Ham rẻ nè, ham ngon nè. Ở đâu làm gì đâu mà có ngon bổ rẻ cho mà mua 1 tặng 1. Đúng không? Bởi vậy bây giờ làm cái gì á, đầu óc thông minh lên, suy nghĩ thông minh lên. Đúng. Không có cái gì mà cho không mà trơn á. Đồ đạc ở đâu mà được, không ai mà bán hải sản mà tôm mà bán 5-60 ngàn ký tôm hùm. Ở đâu ra? Bởi vậy sao cái vụ việc này á, cả xóm mình lưu ý nè.
Làm cái gì làm, đừng bao giờ ham. Ngon, bổ, rẻ, mua một, tặng một. Hết đát, ăn vô là tiền mất tật mang. Đúng rồi, chúng thật liền, cả bụng liền. Gì vậy? Sao vậy? Chú bị đau ruột thừa hả? Đau tử hả chú? Bị gì vậy? Đừng đừng để tao nói, nó bung ra bây giờ. Cái gì vậy? Cười, ăn xuống. Chú bánh sàn đúng không? Cái gì vậy? Chú mới ăn gì vậy hả? Nãy ăn nồi cơm nguội hôm qua để lại á. Ui, đó thấy chưa, đó chưa. Đi là chơi. Chú đi nhanh về đi. Đi nhanh về nhà đi. Đừng có đẩy. Để tôi đi từ từ. Chú đi được không? Hay là cần con bể? Không, để tôi đi từ từ. Cũng phải tới nhà thôi hả? Chú ơi, con lại chú. Chú đừng có làm trước cửa tiệm con chú nha. Em sẽ đi từ từ rồi, cũng phải tới nhà thôi. Thôi, đừng đi từ từ, tài chú. Chú lùa luôn một bát đi. Không được, lùa là bánh liền. Con bề chú. Trời ơi, đi chậm như ruộng phải tới đích thôi. Ủa, nhà tao. Đây nè ông nội. Chết mẹ ơi. Cũng bao sao quá chứ tao rồi. Chị cha có coi nào chạy ra quần rồi không? Trời ơi, nói gì ghê ghê tởm vậy bà nội. Trời ơi, chú thấy thấy ghê quá. Ổng không chú, ổng không chú. Nhanh lên, trời ơi. Đừng ai xuống. Ê, nghe mùi vậy nha. Ô là trời. Chị ơi, chắc em dọn. Chắc em dọn ra khỏi cái xóm này chứ em thấy ám ảnh quá. Mệt mỏi. Thôi, còn em nữa, đi về nhà nghỉ đi. Tí nữa anh dọn quà phụ cho bông. Thôi được rồi, dì về trước, các con tự dọn. Ủa là chơi cái xóm này sao kia? Là... Tôi mệt mỏi quá, tôi vừa tức mà tôi vừa mắc cười nữa. Đứng đây làm gì? Phải báo nữa rồi, đi về đi bà báo ơi, bà báo. Ê, làm gì vậy? Anh dọn phụ em. Đi về, đi về. Một mình em sao dọn được? Bớt báo, bớt báo đi về. Ủa là trời, cái xóm này là... Ông mới là người lạ đó.